và Bùi Văn Hiếu của câu lạc bộ Timberland Bình Định. Một lần nữa thì hãy nhìn vào đội hình xuất phát của hai đội ở trong trận đấu này. Hoàng Anh Gia Lai sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Ba trung vệ của họ là Memovic, Kim Đông Su và Hữu Tuấn. Đây là năm gương mặt sẽ xuất hiện ở tuyến tiền vệ, với Lương Xuân Trường sẽ đá thấp nhất và phía trên là hai tiền đạo Brandao và Văn Toàn. Như vậy là cũng giống với trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, Hoàng Gia Lai sẽ xuất phát với sơ đồ chiến thuật gồm có hai tiền đạo. Còn đây là đỉnh xuất phát của câu lạc bộ Topland Bình Định. Ở trong trận đấu ngày hôm nay, họ cũng có trong tay những sự lựa chọn được coi là khả dĩ nhất, ngoại trừ một chút băn khoăn về vị trí hậu vệ cánh trái của Hữu Quý. Hai đội đều sắp xếp sơ đồ chiến thuật với 5 tiền vệ ở khu giữa sân. Và đó sẽ là một cuộc đối đầu đầy nóng bỏng trên sân Pleiku. Dịch bệnh đang được kiểm soát một cách chặt chẽ và ban tổ chức vẫn có được những giải pháp để giúp cho cộng đồng cùng chung tay vượt qua Covid. Tuy nhiên, những Da Silva lại là một cú phất bóng dài lên phía trên dành cho Romario. Khá nguy hiểm cho pha xử lý vừa rồi của Huỳnh Tuấn Linh. Cuối cùng thì Huỳnh Tuấn Linh đã phải phá bóng đi hết đường biên ngang. Vừa rồi là đường truyền của Tuấn Anh. Văn Toàn! Tỷ số được mở cho anh rất hay. 1-0 dành cho đội bóng phố núi. Một pha xử lý đầy nhạy cảm, một pha phối hợp cực nét giữa Tuấn Anh và Văn Toàn. Sự trở lại đáng giá bằng vàng 10. An Bù Kiều và Hồ Tấn Tài không thể theo kèm đối với Văn Toàn. Rất nhanh, tỷ số là 1-0. Viết theo sẽ gặp BKMX Bình Dương trên sân vận động Hàng Đẫy. Xuân Trường đập nhả khá hay, đường truyền của Văn Toàn. Ronaldo! Và đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ sân Pleiku. Sự hưng phấn đang dâng cao trong đội hình của Hoàng Gia Lai. Một tình huống đập nhả rất hay ở khu giữa sân và đường truyền với nhãn quan cực sắc của Văn Toàn. Và Ronaldo với một cú đá không quá mạnh nhưng đã lần thứ hai giúp cho cầu thủ Anh Gia Lai đánh bại thủ môn Minh Hoàng. Bàn thắng đầu tiên của Brandao ở mùa giải này. Tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng chỉ trong vòng có 3 phút. Ít nhất là trong khoảng 5 phút vừa rồi. Thì đó là hình ảnh mà người ta muốn thấy từ Anh Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Brandao. Nhưng đây là một đường truyền quá sắc bén của Văn Toàn. Bóng đi xoáy và đúng vào đà di chuyển của Brandao, loại bỏ hai cầu thủ Topland Bình Định và đặt trung phong của đội chủ nhà vào thế đối mặt với thủ môn Minh Hoàng. Rằng là kết quả này là một kết quả giúp cho đội bóng áo trắng trở nên dễ thở hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn. Đường chuyển về bất cẩn của Memovic, cơ hội dành cho Romario. Không vào! Romario đã nhận một món quà từ Damien Memovic. Đi bóng vượt qua cả thủ thành Huỳnh Tuấn Linh nhưng không thể ghi bàn. Một đường chuyền về không khác gì một món quà dành cho Romario, vượt qua cả thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Và bằng về của Hữu Tuấn đã kịp thời hỗ trợ cho các đồng đội. Romario hụt chân ở khoảnh khắc quan trọng nhất. Hữu Quý, Xuân Kiên vào lúc này đang đảm nhiệm hành lang cánh trái. Vị trí được rút về đá ở vị trí trung vệ. Tiến Anh, Tấn Tài, cú sút bằng chân trái của Tấn Tài. Người đã có pha lập công mang về 3 điểm trọn vẹn cho câu lạc bộ Topland Bình Định ở vòng đấu thứ hai. Vừa rồi đã thử sức bằng một tiếng dứt điểm từ xa. Nhịp không chế bóng vừa đủ để vượt qua được Tuấn Anh. Cú đá bằng chân không thuận lại đưa trái bóng đi vọt sang ngang.
Trong hiệp 1 thì Top Lane Bình Định đã được hưởng khá nhiều những tiếng phạt góc, nhưng chưa có một pháo nguy hiểm nào. Bóng vừa chạm đầu Ngô Tấn Tài. Văn Trung, cơ hội dành cho đội khách, không được. Sút bóng không vào. Quá đáng tiếc. Một tiếng dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thể đánh bại được thủ môn Tấn Linh, và đó là tiếng dứt điểm của Đình Kha. Hai cầu thủ mới được tung vào sân thay người ở hiệp đấu thứ hai này của Top Lane Bình Định vừa tạo ra được dấu ấn và kiến tạo của Văn Trung, và sau đó là tình huống dứt điểm thứ hai của Đình Kha. Tất cả những tình huống bóng bổng của Top Lane Bình Định kể từ đầu trận đều không có được hiệu quả. Hai tình huống đường vào không tốt của Tiến Anh và Hữu Quý, và phản công dành cho Oanh Gia Lai. Đây là Văn Thanh. Ba cầu thủ tấn công áo trắng. Văn Thanh. Công Phượng đã ngã. Một chiếc thẻ phạt đã sẵn sàng. Và thẻ vàng dành cho Công Phượng. Trọng tài Trần Đình Thịnh cho rằng số 10 của Hoàng Gia Lai đã ngã vờ và cố mang về cho đội nhà một quả đá phạt 11m. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Rõ ràng là không thể thổi phạt 11m được, và trọng tài Trần Đình Thịnh đã quyết định dành tặng cho cầu thủ của Anh Gia Lai một chiếc thẻ phạt. Ánh mắt của huấn luyện viên Đức Thắng rất chờ đợi vào quả đá phạt này. Tiến Anh không vào. Bóng đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh một chút. Để trở lại với bóng đá chuyên nghiệp thì Tiến Anh đã phải trải qua một chặng đường vô cùng khó khăn và vất vả. Với sự năng nổ, nhiệt tình và sự kết nối với những vệ tinh xung quanh được cải thiện, cho thấy là anh đã có một bộ mặt hoàn toàn khác. Tấn Tài. Này. Một lần nữa thì Hoàng Gia Lai không thể giữ sạch lưới tại V-League 1 2021. Bàn thắng đầu tiên của Top Lane Bình Định trên sân Pleiku. Đó là pha ghi bàn của Da Silva. Một bóng tương đối lập bập. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không thể làm gì hơn. Tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Hoàng Gia Lai. Bàn thắng thứ 3 trên sân Pleiku. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Da Silva và cộng thêm một chút may mắn để cho Top Lane Bình Định có thể hướng tới hy vọng có điểm trên sân Pleiku. Bóng hơi dài. Và cú vượt băng lên rất nhanh. Xuân Trường. Bàn đào quyết định đột phá. Vẫn là Washington Bàn đào. Lương Xuân Trường chết cháy. Không vào. Đó là một pha phối hợp mang đúng nhãn hiệu của họ. Một cú nhả bóng ra vừa tầm cho Lương Xuân Trường. Nhưng cú cưới lòng chân trái này của đội trưởng Hoàng Gia Lai lại đi chệch cột dọc này. Khoảng trống bên phía hành lang cánh trái cho các cầu thủ khách. Đối mặt của Mevovic. Dứt điểm không vào. Đó là Thanh Phong. Đầy tự tin khi đối mặt với Mevovic. Mặc dù không thành bàn nhưng có lẽ là huấn luyện viên Đức Thắng đã có thể hài lòng
và dành tặng những lời động viên dành cho học trò của mình. Đình Kha, cú sút, bóng đã chạm vào kim đồng xu trước khi đi hết đường biên. Số lần dứt điểm cầu môn của Top Plan Bình Định đã nhiều hơn rõ rệt ở hiệp đấu thứ hai này. Ở một góc khán đài thì các cổ động viên của Top Plan Bình Định đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng đầu tiên và họ đang cổ vũ nhiệt tình để chờ đợi đội bóng của mình có thể làm được đó một lần nữa. Cú đánh đầu của Tấn Tài, không có một cầu thủ nào tiếp ứng ở phía trong cả. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn với Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là sau khi họ để lọt lưới bàn thua đầu tiên. Da Silva khá hay, dứt điểm. Hồ Tấn Tài không vào. Đó là một tiếng dứt điểm ở góc hẹp. Một hình ảnh hoàn toàn khác ở hiệp đấu thứ hai. Hiệp một các cầu thủ phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai phối hợp bọc lót cho nhau vô cùng kín kẽ. Nhưng ở hiệp đấu này, đặc biệt là trong những phút cuối thực thụ, Hoàng Anh Gia Lai còn khá nhiều điều phải hoàn thiện. Họ đã có những giây phút bùng nổ nhưng tính ổn định là điều chưa được chứng minh. Công Phượng, Xuân Trường, Bình Vương trượt trụ vào thời điểm quan trọng nhất. Còn 2 phút đá bù giờ nữa. Và bây giờ thì đội bóng của Nguyễn Đức Thắng sẽ chờ đợi vào trận đấu với SC Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trần Đình Thịnh đã vang lên. Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng cũng đã bảo vệ được thành quả mà họ đã làm được ở hiệp đấu đầu tiên. Mặc dù ở hiệp đấu thứ hai này là một đấu quá vất vả với các trò của huấn luyện viên Kia Ti Sắc. Văn Toàn và Brandao là những người đã ghi bàn giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu ngày hôm nay. Cái bắt tay giữa huấn luyện viên Kia Ti Sắc và huấn luyện viên Đức Thắng cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện ở vòng đấu thứ 3 đã có thắng lợi thuộc về huấn luyện viên người Thái Lan. Top Line Bình Định cũng đã chơi tốt hơn ở trong đấu thứ hai, nhưng họ vẫn thiếu đi sự sắc sảo của các chân sút để có thể kỳ vọng vào việc có điểm trên sân Pleiku. Quý vị và các bạn thân mến, vừa tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Top Line Bình Định của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.